Trong những ngày tới, thời tiết tại các tỉnh ở Tây Nguyên sẽ khá là ủng hộ cho các hoạt động du lịch. Và một trong những điểm đến mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong bản tin ngày hôm nay, đó chính là chùa Linh Phước tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cách trung tâm thành phố khoảng 6 km, chùa Linh Phước tọa lạc tại phường 11 thành phố Đà Lạt. Nơi đây còn có tên gọi khác là chùa Ve Chai bởi lối kiến trúc đặc biệt với các bức tường được khảm bằng những mảnh chén, bát vỡ đầy màu sắc, họa tiết khác nhau. Nét độc đáo ấy đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước khi có dịp tới Đà Lạt. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm bức tượng được đặt ở những vị trí khác nhau trong chùa. Số tượng này được chế tác rất kỳ công và làm hoàn toàn bằng sáp. Mỗi bức tượng là một khuôn mặt hình dáng riêng của nhà sư. Ngoài ra, nằm trong khuôn viên chùa Linh Phước còn có tháp 7 tầng có độ cao là 36 m, được xem là tháp chuông cao nhất Việt Nam.